Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 1 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Khối thi đua văn hóa xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thẩm định công nhận các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Tích cực tìm đầu ra, tiêu thụ hoa, cây cảnh và các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Lực lượng chức năng khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi và bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên và có bài phát biểu tham luận tại hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai các đề án, báo cáo được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao và công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham luận làm rõ hơn một số nội dung trong tổ chức và triển khai thực hiện chỉ thị số 28 ngày 21 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và ra soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh có 421 đảng viên thuộc diện phải ra soát, sàng lọc, trong đó đưa ra khỏi đảng 4 đảng viên, 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ, 40 đảng viên vi phạm kỷ luật đảng hoặc pháp luật của nhà nước, bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật mức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm, giáng chức, cách chức, đang trong thời gian chấp hành kỷ luật lại tiếp tục có vi phạm. 12 đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa hoặc vi phạm về đạo đức lối sống, 214 đảng viên vi phạm các quy định của đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương hoặc những điều đảng viên, cán bộ công chức viên chức không được làm hoặc có uy tín thấp trong cơ quan, đơn vị, nơi cư trú mà cấp ủy có thẩm quyền đã kết luận làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng và tổ chức đảng nơi sinh hoạt. Để rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng trong thời gian tới được thực hiện tốt hơn nữa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên xin đề xuất một số giải pháp sau. Thứ nhất là phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên, thực hiện đúng, thực hiện đủ, công khai, minh bạch, quy trình từ phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để đưa vào nguồn kết nạp, bồi dưỡng, giúp đỡ đến khâu thẩm tra, xác minh và xem xét kết nạp vào đảng. Thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra giám sát và làm tốt công tác quản lý đảng viên. Thứ ba là thực hiện việc quản lý chuyển sinh hoạt đảng. Thứ tư là kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Nếu là về chủ động phát hiện những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, những đảng viên vi phạm quy luật đảng đến mức không còn đủ tư cách đảng viên và những đảng viên tự bỏ sinh hoạt đảng, kịp thời đưa ra khỏi đảng như khai trừ hoặc xóa tên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đã nhấn mạnh, xuất phát từ bản chất chính trị của Đảng và thực trạng đội ngũ đảng viên, để loại bỏ những đảng viên thoái hóa biến chất ra khỏi Đảng, đòi hỏi các cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là cấp cơ sở phải thường xuyên và đẩy mạnh công tác rà soát, sàng lọc, thanh lọc, làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Cũng trong sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2022. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Về các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2022, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về công tác dân vận, tạo bước chuyển mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyền làm chủ của nhân dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình nhân dân theo hướng thiết thực hiệu quả, để mạnh phong trào thi đua, dân vận khéo gắn với cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, nhất là phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua, phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Thủ tướng phát động, phát huy tốt các nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, xã hội. Sáng nay, Khối thi đua Văn hóa Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, 8 cơ quan đơn vị trong khối triển khai tốt các chủ đề thi đua, nội dung giao ước của khối, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị đã đi vào nền nếp, phù hợp với tính chất đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, đã lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, cũng như động viên kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua đã ký giao ước thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, đổi mới và cụ thể hóa các nội dung tiêu chí thi đua, trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ đội ngũ công chức viên chức, người lao động tích cực cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị. Đoàn thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của tỉnh vừa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thẩm định năm 2021. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Theo đó, đợt này, đề nghị thẩm định 25 xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 7 huyện, thị xã, thành phố và 6 xã đề nghị công nhận đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả, có 23 trên 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm thị xã Mỹ Hào có 4 xã, huyện Yên Mỹ có 2 xã, huyện Khoai Châu có 2 xã, huyện Ân Thi có 4 xã, huyện Kim Động có 4 xã, huyện Phù Cử có 5 xã, huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên có 1 xã. 6 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, Phù Cử, mỗi huyện 1 xã, riêng huyện Văn Giang có 2 xã. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên hội đồng thẩm định đối với những hồ sơ của các xã được đề nghị thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lần này, đều cơ bản đạt các tiêu chí, song một số tiêu chí đạt còn khiêm tốn, cần phải khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình và yêu cầu Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh để đánh giá đúng, đánh giá khách quan, phải phối hợp sát sao với các sở ngành để chấm điểm và ban hành báo cáo chính xác, không thể dựa vào báo cáo cũ để định lượng, đưa ra kết luận mang tính chủ quan một chiều.
Trong 3 tháng tới, đoàn thẩm định phải đánh giá lại một lần nữa, nếu không đạt thì để lại lần sau cho hoàn chỉnh hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ hoa, cây cảnh gặp nhiều khó khăn. Lường trước được tình huống đó, người dân tại các vùng trồng quất cảnh, hoa ở các xã Hoàn Long, Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã chủ động tìm những giải pháp để tiêu thụ sản phẩm. Những năm trước, đây là thời gian nhộn nhịp nhất trên cánh đồng quất cảnh thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, khi thương lái từ khắp nơi về mua bán, vận chuyển hàng hóa, nhưng năm nay, không khí có phần trầm lắng. Ngoài việc kết nối với thị trường truyền thống tại các tỉnh miền Trung, người dân đã mở rộng tiêu thụ tại các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và đẩy mạnh việc bán lẻ bằng nhiều hình thức. Bà con thì qua những trang Facebook, Zalo để quảng cáo quất thương hiệu của thôn Trấn Đông, mong có thương lái về để tiêu thụ quất và phục vụ Tết cho năm 2022 được thuận lợi và tăng thêm thu nhập cho bà con. Diện tích bán của thôn Trấn Đông thì đến giờ phút này nó rơi vào được tầm 70% rồi ạ. Với đặc thù trồng các loại cây hoa cảnh có thể chơi quanh năm như mộc, hoa đơn, hoa trà, hải đường, nên người dân xã Đồng Than đã chủ động ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác để kéo dài thời gian thu hoạch, tránh phụ thuộc vào thị trường Tết Nguyên đán. Nhờ đó, giá hoa cây cảnh tại xã Đồng Than vẫn ổn định, một số loại như mộc, hải đường tăng khoảng 20.000 đồng một cây. Cách đây 3-4 tháng là đã bán rồi. Đấy, thế mà bán cho suốt đến tháng 2, tháng 3 là thương lái cứ đến ta mua dần dần, chứ không dồn vào ngày Tết đâu. Giá cả thì vẫn ổn định và có chiều hướng là vẫn thấy tăng lên, có những cái vườn đẹp tăng lên 20-30.000 một cây. Huyện Yên Mỹ có khoảng 60 mẫu trồng hoa quất cảnh. Dù người dân đã chủ động tìm giải pháp ứng phó diễn biến dịch phức tạp, nhưng việc tiêu thụ cây cảnh dịp Tết cũng đã ảnh hưởng. Giá cả cam quất cảnh giảm khoảng 50-70.000 đồng một cây, nhưng một số diện tích vẫn chưa được bán. Dù lượng khách về tham quan và mua hàng không đông như mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng bằng nhiều cách làm khác nhau, các hộ chế biến mứt, ô mai, long nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn nhận được nhiều đơn đặt hàng và đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất để kịp thời phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. 34 năm gắn bó với nghề chế biến mứt sen, nhưng có lẽ năm nay là năm đầu tiên mà gia đình ông Truyền sản xuất chỉ với 3 người thợ. Không nhộn nhịp, không tập trung đông người như mọi năm để phòng chống dịch COVID-19. Ông Truyền cho biết, 2 năm trở lại đây, gia đình chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng và để duy trì nghề truyền thống của địa phương. Để ra hạt mứt này thì nó rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là phải hạt sen, thứ nhất là sen não, thứ hai nữa bở đều. Sau khi ngâm, rửa sen xong đưa luộc, luộc lại đãi sen lại luộc, mới ủ đường. 6 tiếng sau cho đến 10 tiếng mới lấu được. Khi lấu lên thì phải là 3 tiếng mới được một mẻ. Dù đơn đặt hàng có giảm so với các năm trước, song từ tháng 11 âm lịch, gia đình anh Vĩnh đẩy nhanh tiến độ để sản xuất trên 10 tấn mứt táo phục vụ thị trường Tết. Để làm ra sản phẩm mứt táo thơm dẻo ngọt đậm phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau, từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào phải là táo chua, quả to chín đều. Sau khi đục hạt và châm vỏ táo, phải rửa sạch và luộc qua để táo, rồi tiến hành ngâm đường 24 giờ. Sau đó cho vào nồi nấu với đường khoảng 3 lần, rồi mới cho ra phên để sấy. Thành phố Hưng Yên hiện có gần 100 hộ chế biến mứt các loại, long nhãn, hạt sen, ô mai, tập trung chủ yếu ở các xã Hồng Nam, Phương Triều. Các sản phẩm thường được làm vào 2 tháng cuối năm, chủ yếu theo đơn đặt hàng từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam. Trung bình một vụ có hàng nghìn tấn mứt các loại được xuất ra thị trường. Hộ làm ít 500 kg, hộ làm nhiều hơn chục tấn. Khắc phục khó khăn do dịch bệnh, ngoài chú trọng hơn nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn mẫu mã bao bì đẹp, các hộ làm nghề đã chủ động quảng bá, bán hàng trên các trang mạng xã hội, gửi hàng cho khách ở các tỉnh thành khác. Hiện chỉ còn hơn chục ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, hy vọng rằng với việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, nghề chế biến mứt truyền thống của các địa phương sẽ ngày càng phát triển, vượt qua khó khăn trước đại dịch COVID-19, góp phần tô điểm làm tăng hương vị của các gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 324 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 10 huyện, thị xã, thành phố. Trong 2 tuần qua, số ca nhiễm trung bình là 318 ca một ngày. Huyện Văn Giang ghi nhận 84 ca, trong đó 26 ca tại cộng đồng. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 47 ca, hầu hết là các trường hợp đã được cách ly. Huyện Tiên Lữ ghi nhận 40 ca, trong đó 27 ca là công nhân công ty Ngọc Tề. Huyện Văn Lâm ghi nhận 36 ca, hầu hết là các trường hợp đã được cách ly. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 36 ca, trong đó 10 ca sàng lọc cộng đồng. Thành phố Hưng Yên ghi nhận 30 ca, hầu hết đã được cách ly. Huyện Ân Thi ghi nhận 19 ca, huyện Khoái Châu 12 ca, huyện Kim Động 10 ca, huyện Phù Cừ 2 ca và 7 ca ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện đang thu dung điều trị trên 3.600 bệnh nhân tại 12 cơ sở tập trung. Có 597 bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Cụ thể, huyện Ân Thi có 19 bệnh nhân, huyện Kim Động 10 bệnh nhân, thị xã Mỹ Hào 196 bệnh nhân, huyện Tiên Lữ 10 bệnh nhân, huyện Văn Lâm 23 bệnh nhân, huyện Yên Mỹ 23 bệnh nhân và nhiều nhất là huyện Văn Giang với 316 bệnh nhân. Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 năm 2022. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc, không có nhãn hoặc có nhãn sai quy định, chưa có hồ sơ tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, các tài liệu ấn phẩm quảng cáo sai được phát hiện tiếp tục lưu thông trên thị trường. Các cơ sở thực phẩm vi phạm tiếp tục hoạt động khi chưa có biện pháp khắc phục có hiệu quả. Trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra liên ngành thông báo các cơ sở vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi có cơ sở vi phạm để theo dõi khắc phục sai phạm. Dự kiến đoàn kiểm tra sẽ kết thúc trước ngày 28 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, vào vụ cây ải, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta lại xảy ra tình trạng người dân lợi dụng đất được lật khô nỏ như thế này, lấy về sàn lấp ao, thùng hoặc là đôn cao thêm vườn để trồng cây. Trên cánh đồng khu vực sát đường huyện Tam Sáu, đoạn qua thôn Long Cầu của xã Đoàn Đào và thôn Hoàng Chanh của xã Bình Hoàng, các bờ ruộng chất cao, những khối đất khô được vận chuyển thủ công hoặc dùng máy xúc đưa lên. Việc lấy đất của người dân diễn ra ngay ban ngày và kéo dài từ nhiều ngày nay. Năm nào cũng lấy, chả năm nào không. Lấy vụng, lấy trộm thì chờ buổi sáng, buổi tối, đêm nó chạy. Chạy người ta mua, nó cứ chở nó bán 150 một xe. Việc đất ruộng bị lấy mất tầng canh tác sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, tình hình sâu bệnh và năng suất cây trồng, đồng thời dẫn đến cốt đất không đều ngay trên cùng cánh đồng, ảnh hưởng đến canh tác của những thửa ruộng bên cạnh. Để ngăn chặn tình trạng này, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, sớm phát hiện những trường hợp vi phạm để xử lý. Tiếp theo là tin Công an tỉnh khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi và tin Công an huyện Văn Lâm bắt đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Huy Hoàng, sinh năm 1995, trú tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, và Hoàng Đình Luật, thường gọi là Lâm, sinh năm 1999, trú tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về tội cho vay lãi nặng. Hai đối tượng đã cho khách vay với mức lãi suất từ 4.000 đồng đến 10.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày. Hiện có 21 khách vay 340 triệu đồng với lãi suất thu được là hơn 80 triệu đồng. Được biết Hoàng từng có 2 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích. Mới đây tại thôn Thị Trung, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tổ công tác công an huyện Văn Lâm phối hợp với công an xã Đình Dù bắt quả tang Đỗ Đức Việt, sinh năm 1988, trú tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Thu giữ tại chỗ 11 kg pháo, loại pháo hoa nổ. Đối tượng khai nhận mua số pháo trên về để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Tối qua, ngày 12 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã tổng duyệt vở chèo Chàng Sĩ Tử và Hoa Tình Yêu của tác giả Phạm Ngọc Dương, đạo diễn Lê Tuấn Cường với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ diễn viên nhà hát chèo Hưng Yên.
Vở chèo kể về mối tình của chàng học trò nghèo Tuấn Long và cô thôn nữ xinh đẹp Hạ Vân. Mối tình đó bị con một quan chức trong làng phá đám, nhưng họ vẫn yêu thương nhau. Khi chàng sĩ tử Lai Kinh ứng thí, cậu ấm con quan cũng thi cùng đợt, rồi hắn dùng những tiểu xảo quay góc bài mà đỗ Trạng Nguyên, đẩy Tuấn Long vào trong ngục tối. Nhưng cuối cùng, với sự anh minh của nhà vua, Tuấn Long đã được giải oan và trở về hạnh phúc cùng Hạ Vân. Với lối diễn xuất tài tình của các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát chèo Hưng Yên, vở diễn đã làm khán giả xúc động. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Cục Đại dương, Môi trường quốc tế và các vấn đề khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12 tháng 1 đã công bố tài liệu 47 trang bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và nhận định rằng Trung Quốc không có cơ sở theo luật pháp quốc tế đối với những tuyên bố ở Biển Đông. Theo tài liệu này, những tuyên bố của Trung Quốc đã làm suy yếu nghiêm trọng pháp quyền trên các đại dương và nhiều quy định được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế được nêu tại Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa kêu gọi Trung Quốc ngừng các hoạt động trái pháp luật và cưỡng chế ở Biển Đông. Tài liệu công bố hôm 12 tháng 1 là bản cập nhật của nghiên cứu năm 2014 về tuyên bố đường chín đoạn phi pháp của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng những tuyên bố như vậy là không có cơ sở pháp lý và Trung Quốc đã không đưa ra các chi tiết cụ thể. Nga và NATO vừa kết thúc đàm phán an ninh quan trọng mà không đạt được bất cứ tiến triển đáng kể nào liên quan tới tình hình an ninh ở Ukraine cũng như yêu sách của các bên. Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nga-NATO kể từ năm 2019 kết thúc sau 4 giờ đàm phán căng thẳng tại Bruxelles, Bỉ. Phát biểu trước báo chí sau khi kết thúc phiên họp, các quan chức ngoại giao của Nga cho biết không có bất cứ dấu hiệu tích cực nào được ghi nhận. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, người dẫn đầu đoàn đàm phán của Nga cảnh báo rằng nếu các giải pháp chính trị không đủ đáp ứng, vì Nga sẽ sử dụng các biện pháp quân sự để loại bỏ các mối đe dọa mà nước này đang phải đối mặt. Cùng thừa nhận sự bế tắc của cuộc họp, Tổng thư ký khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg, cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự thực sự ở châu Âu đang gia tăng khi khác biệt giữa Nga và các nước NATO vẫn còn quá lớn. Thủ tướng Anh ông Boris Johnson vừa lên tiếng xin lỗi về việc tham dự một bữa tiệc ở sân sau phủ thủ tướng hồi tháng 5 năm 2020 giữa bối cảnh người dân Anh bị cấm tụ tập đông người theo các lệnh hạn chế nghiêm ngặt. Thủ tướng Johnson thừa nhận tham dự bữa tiệc trên trong 25 phút trước khi vào văn phòng làm việc. Thủ tướng Anh cho biết ông nghĩ cuộc gặp trên chỉ là một sự kiện phục vụ mục đích công việc. Những bình luận của Thủ tướng Anh diễn ra vài ngày sau khi người dân Anh giận dữ về những bữa tiệc được tổ chức ở phủ thủ tướng giữa cao điểm đợt phong tỏa vì COVID-19 đầu tiên tại Anh. Bộ Giáo dục Singapore trong một diễn đàn giáo dục mới đây cho hay các trường dạy nghề ở nước này đang gấp rút điều chỉnh chương trình học sao cho giúp học sinh vừa có thể theo kịp thời thế, vừa được trang bị những kỹ năng cần thiết để tồn tại sau đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Giáo dục Singapore cho hay, Bộ sẽ thực hiện thí điểm chương trình học tập cá nhân hóa, huấn luyện các học sinh về kỹ năng chuyên nghiệp, tinh thần kinh doanh, sự sẵn sàng toàn cầu và lãnh đạo xã hội. Học sinh có thể chọn học các lĩnh vực như phân tích dữ liệu, Internet vạn vật, ngoại ngữ và kỹ năng sẵn sàng toàn cầu. Chương trình thí điểm mới giúp tăng cường khả năng phục hồi nghề nghiệp của sinh viên để dễ dàng chuyển đổi sang các lĩnh vực tăng trưởng mới, cho phép sinh viên nắm bắt cơ hội mới trong nền kinh tế tương lai. Các nhà giáo dục và chuyên gia cũng cho rằng giáo dục nghề có thể hữu ích ngay lập tức sau khi đại dịch kết thúc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đã công bố các bước để thúc đẩy vấn đề năng lượng sạch, đặc biệt là năng lượng gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo trên các khu đất công và nâng cấp mạng lưới điện. Động thái mới nhất được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Biden tìm cách thúc đẩy triển khai năng lượng sạch như một cách để đạt được các mục tiêu về khí hậu. Về vấn đề điện gió ngoài khơi, chính phủ Mỹ đã thông báo về việc tổ chức một hợp đồng cho thuê với kỳ vọng tạo ra năng lượng sạch lên tới 7 GW, đủ để cung cấp năng lượng sạch cho 2 triệu ngôi nhà. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ tìm cách đẩy nhanh việc triển khai năng lượng tái tạo trên các khu đất công, trong đó ưu tiên cho các dự án năng lượng tái tạo trên các khu đất do Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp Mỹ quản lý. Đối với vấn đề lưới điện, Mỹ sẽ rút tài trợ cho đường dây tải điện. Chính quyền Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh các chính sách về biến đổi khí hậu nhằm kích hoạt toàn bộ chính phủ đối phó với biến đổi khí hậu, tạo ra công ăn việc làm được trả lương cao và thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch của Mỹ. Cuối chương trình hôm nay sẽ là một hình ảnh rất thú vị từ một trang trại bò sữa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trang trại này đã tìm cách nâng cao sản lượng sữa bò bằng một cách độc đáo,
đó là cho những chú bò đeo kính thực tế ảo VR để chúng có cảm giác như đang được chăn thả giữa một cánh đồng cỏ xanh tốt. Đây là ý tưởng của anh Iz Kokak sau khi đọc một bài báo về những con bò đeo kính VR tại một trang trại ở Nga. Người nông dân nói trên chia sẻ, khi đeo kính thực tế ảo, những con bò sẽ cảm tưởng như đang sống giữa một đồng cỏ xanh tươi, đầy nắng và điều đó giúp chúng tăng cảm xúc. Từ đó, bò sẽ ít lo lắng hơn, vui vẻ hơn và sản xuất nhiều sữa hơn, khoảng trên 20%. Theo một số chuyên gia, nếu được nhân rộng ở nhiều trang trại bò sữa khác, kính VR có thể mang lại sự thay đổi về kinh tế và môi trường đáng kinh ngạc cho ngành công nghiệp sữa. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.